Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Whatever time it is, I don't know. Xin Chúa chào Thánh, cảm ơn Chúa, chào buổi sáng, chào buổi trưa, từ giờ của chúng ta ngày hôm nay. Do me a favor. Xin chúng ta, quý vị làm cho tôi một cái ân huệ. Look to the person to the left. Xin nhìn người bên tay trái của mình. Tell them, I'm so glad you're here. Hãy nói với họ rằng tôi rất vui bạn có mặt ở tại đây. Now look to the person to your right. Bây giờ nhìn về người bên tay phải của mình. And tell them, I'm so glad you're here. Và nói rằng tôi cũng rất vui được gặp bạn ở tại đây ngày hôm nay. Sounds good? Yeah. Tốt hơn chứ em? Good. Amen. You know, this morning I have a message that I want to share. Buổi sáng hôm nay tôi có một sứ điệp mà tôi muốn chia sẻ. And it has to deal with what the Lord is doing in our church for the last few days. Và nó liên quan đến những gì Chúa ngài làm ở giữa hội thánh của chúng ta trong mấy ngày gần đây. You know, for many of us who have been experiencing what the Lord has been doing here, we know that it's different. Và tất cả những ai đã kinh nghiệm được điều Chúa ngài làm trong mấy buổi tối vừa qua, chúng ta biết rằng có một cái sự khác biệt. But how do we understand why the Lord is doing this? Và chúng ta cần hiểu cái lý do tại sao Chúa ngài hành động như vậy ở giữa chúng ta trong mấy ngày qua. What does it take for us to be able to maintain what it is that the Lord is doing here? Chúng ta cần phải làm những gì để chúng ta duy trì điều Chúa ngài đã làm giữa chúng ta trong mấy ngày qua. You know, when you think about being in the Lord's presence in a way where we're experiencing true open heaven, and many of us have felt his true embrace in the room, how do you continue to live in that kind of atmosphere? Làm thế nào để chúng ta có thể tiếp tục kinh nghiệm được sự sinh hoạt mà có Chúa ngài bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của ngài với chúng ta. Và nhiều người đã được kinh nghiệm Chúa ngài ôm chúng ta, và chúng ta cảm nhận được vòng tay của ngài một cách rất là rõ ràng. Làm sao để chúng ta giữ được một môi trường thánh khiết trong sạch để Chúa có thể cứ mở trời trên cuộc đời của chúng ta và hội thánh của Chúa. I truly think that there is a recipe for us to follow it in order to be able to be in his presence this way. Tôi tin rằng có một cái công thức để giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có thể theo những cái vật liệu này mà chúng ta có thể kinh nghiệm điều Chúa ngài muốn làm ở giữa chúng ta trong những ngày sắp đến. Have you ever gone to a restaurant before? Anh chị em có bao giờ đi đến một cái tiệm ăn? And it I like that. Have you gone and you said, man, the food is so good. Quý vị đến đó ăn xong thì nói rằng, oh, thức ăn rất là ngon. And then you went back the next time. Rồi mình trở lại lần thứ nhì. And it wasn't the same. Thì nó không giống như lần trước. And so then you tried it one more time. You said, maybe that was just a mistake, and it still wasn't the same. Rồi mình lại thử một lần nữa, mình nghĩ rằng chắc là cái lần thứ nhì đó có một cái sự thay đổi, có cái lỗi gì nè. Nhưng mà nó cũng vẫn giống như vậy. But then, và rồi, someone said, hey, you want to go to that restaurant, and you go with them, and then it tasted like the first time you went. Rồi thì mình trở lại, bởi vì có một người bạn lại mời mình đến cái tiệm ăn một lần nữa, và mình đi với họ. Lần này mình trở lại thì thấy thức ăn nó ngon giống như là lần trước, lần đầu tiên. If only they would stick to the same recipe every time. Thì chúng ta ước gì họ giữ cái cách nấu nướng của họ giống như là mỗi lần họ nấu. You know, like sometimes I go to a pho restaurant near my house. Ví dụ như tôi đi đến một cái tiệm phở gần nhà của tôi. Sometimes it's salty. Có khi thì nó mặn. Sometimes it's bland. Có nhiều khi thì nó lạc lẽo. Sometimes there's a lot of fat at the top of the water. Có khi thì có rất là nhiều mỡ ở trên cái mặt của tô phở. Sometimes it's just right. Có khi thì là vừa ăn. You know, and I've experienced this at home before. Tôi đã từng kinh nghiệm cái điều này ở nhà trước đây. So at home I cook. Ở nhà thì tôi là người nấu nướng. My wife doesn't. Nhà tôi thì không có nấu ăn. So sometimes I'll cook food for her and she'll say, "Oh, I love this. I always know what it's going to taste like. This I love this dish." Có buổi thì tôi nấu thì khi dọn ra thì nhà tôi rất là thích và nói rằng em rất là thích cái món ăn hôm nay. Thì cái đặt nêm thức ăn ngày hôm nay nó vừa miệng lắm. Then sometimes she says, "Honey, did you change something?" Thì có khi thì nhà tôi lại cứ chép miệng và nói rằng anh có thay đổi công thức nấu phải không? She says, "It's good." Rằng ngon. I'm not complaining. Em không có than phiền, không có chê. It's just a little different. Nhưng mà nó hơi lạ. And you know, for me, anh chị em biết đối với tôi, how I cook. Khi tôi nấu ăn, I don't have it written out on paper. Tôi không có viết cái công thức nấu ăn xuống giấy tờ đàng hoàng. I cook like just a little bit of this, a little bit of that, and yeah, a little this much, and measure out.
tôi nấu theo cái cách này, tôi rắc một chút cái này một chút, mà rắc cái kia một chút, và không có một cái công thức rõ ràng. I think that a lot of people outside of the Asian culture don't understand when we say a spoonful, we mean the white pho spoon. We don't mean a silver spoon. We mean a white pho spoon. That's how much one spoon is. À, biết là những người không có phải là người Á Châu của chúng ta khi nghe nói là một muỗng thì chúng ta có ý nói là cái muỗng ăn ăn súp của chúng ta đó, chứ không phải ăn canh của chúng ta đó, chứ không phải là cái muỗng thường. But then when it comes to things like what we've been experiencing in the church, I've asked the Lord, well, how do we maintain this, Lord? Because I don't want to lose this. À, khi đối với công việc, sự vận hành của Chúa tại đây, thì tôi hỏi Chúa làm sao để có thể duy trì được điều này, vì con không muốn đánh mất cái phước hạnh mà Hội Thánh đang kinh nghiệm. Many of you in the room, I know you've experienced this because I have myself, is there are times in your life where you're really on fire for the Lord and you know that you're very near to the Lord, very close, and the relationship with the Lord is very strong. Anh chị em có mặt ở tại đây trong buổi thờ phượng ngày hôm nay ở trong nhà thờ, chúng ta biết và đã từng kinh nghiệm có những giây phút chúng ta nóng cháy cho Chúa, chúng ta thấy mình rất là gần Chúa, thế nên mình trong mối liên hệ của mình với Chúa rất là tốt đẹp. Sometimes it changes. Nhưng mà đôi khi nó thay đổi. And then you do whatever it takes to get back to where you were. Rồi chúng ta bằng mọi giá muốn quay trở lại để chúng ta lại kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa và nóng cháy như vậy. Sometimes it's not the same though. You remember, man, I remember when I was really on fire. It was different. Like right now, I feel, but it's not the same. Nhưng mà chúng ta lại bắt gặp và khám phá ra điều là nó không giống như cũ. Và những gì mình đã từng kinh nghiệm trước đây mình không tìm lại được cùng một cái kinh nghiệm như vậy. I was battling with this message. Tôi chiến đấu với sứ điệp này rất nhiều. Because some people can take this message one way and some people can take it the other way. Bởi vì có người thì có thể nghe cái sứ điệp này thì họ hiểu một cách, người khác thì có thể hiểu một cách khác. But our Lord and Savior only understands it this way. Nhưng mà tôi tin rằng đối với Chúa thì Ngài chỉ hiểu có một cách này. The recipe to keep what we're having and experiencing with the Lord here at the church. Cái chìa khóa và cái công thức để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái phước hạnh của Chúa như chúng ta đang kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài tại đây trong Hội Thánh. Two ingredients. Có hai cái vật liệu để nấu. Him. Chính Ngài. And holiness. Và sự thánh khiết. You know, when you're on fire for the Lord, you're doing whatever it takes to stay pure, to not taint or disturb the Lord's presence in your life. Khi chúng ta nóng cháy cho Chúa thì chúng ta làm mọi việc để chúng ta không muốn xáo trộn những gì Chúa Ngài đang làm trong đời sống của chúng ta. And that's when you're truly sensitive to the Lord because you know what it is that causes him to bring his presence truly near to you or take a step back. Đó là lúc mà chúng ta rất là nhạy bén đối với sự dẫn dắt của Chúa và tiếng phán của Ngài. Vì chúng ta muốn được Chúa Ngài luôn ở gần chúng ta chứ không bước một bước ra khỏi chúng ta. But I feel like it's so difficult for many of us, even myself, can I just change that? For all of us. It's difficult for all of us to understand how to live a life of true holiness every day. Nhưng mà có một cái điều mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều thấy khó, làm sao để chúng ta có thể tiếp tục sống một đời sống thánh khiết mỗi ngày. We're humans, we make mistakes. Chúng ta là con người, chúng ta có thể có những cái lỗi lầm. But something that I've learned, nhưng mà có điều tôi học được, is that in the pursuit of holiness, đó là trong lúc chúng ta đeo đuổi sự thánh khiết, if you catch yourself making the same mistake over and over, nếu chúng ta bắt gặp chính mình cứ lặp đi lặp lại cùng một cái lỗi lầm, have you really learned how to get rid of that thing in your life? Thì chúng ta cần phải đặt câu hỏi rằng mình đã học được cái cách để mình có thể loại bỏ những điều đó ra khỏi đời sống của mình chưa? Holiness is truly the key of keeping the Lord's presence the way that he has been showing us every day so far. Thánh khiết là chúng ta đeo đuổi và duy trì cái sự hiện diện của Chúa như chúng ta đã kinh nghiệm trong những ngày qua. In the last few days of this week, và trong mấy ngày qua trong tuần vừa rồi, we've been saying more of you, Lord, and less of us. Và chúng ta đã nói và đã hát là Chúa nhiều hơn về Ngài, ít hơn về con. But the reason why is because he's truly greater, he's truly holier, and that's why we need more of him in our life and less of us. Và lý do là bởi vì Chúa Ngài thật vĩ đại hơn chúng ta, Ngài thánh khiết hơn chúng ta, cho nên chúng ta muốn Chúa cứ được chiếm chỗ và được nhiều hơn, còn phần của chúng ta thì ít hơn. But it's difficult. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận rằng có là khó khăn. Do you know what the truth of it all is? Anh chị em có biết cái sự thật của vấn đề là gì không? It's your understanding of how much you really love the Lord. Đó là
chúng ta cần phải có một sự hiểu biết thật về chúng ta yêu Chúa đến mức độ nào. Do you love the Lord enough where everything else in life will never satisfy what it is that the Lord can do in your life? Chúng ta có yêu Chúa đến mức độ là chúng ta nhận biết và chúng ta đi đến chỗ nhận biết rằng không có một điều gì trên đời này có thể làm cho chúng ta được thỏa lòng như sự hiện diện và tình yêu của Chúa. I've been battling. Tôi đang chiến đấu với điều này. Because one of the things that I fear every day is, Lord, please don't remove your hand from what it is that's happening here at the church. Đó là tôi cầu nguyện và tha thiết với Chúa là Chúa, xin làm ơn đừng cất cánh tay của Ngài đang hành động và làm việc trên hội thánh của Chúa trong lúc này. Continue to show us your glory and your presence to all of us as a whole. Tiếp tục bày tỏ sự vinh quang và sự hiện diện của Ngài với chúng con, với tất cả chúng con trong hội thánh này. You know, as individuals, it's easy. And here's the thing. I've preached many messages and I've always went back to my dad and I've asked him, Dad, what do you think about that message? Tôi đối diện với cái điều này và tôi lượng giá với những gì mình đã chia sẻ. Và sau khi tôi chia sẻ nhiều sứ điệp, thì tôi trở lại và nói chuyện với bà của tôi. Anh nói rằng, bà nghĩ sao về sứ điệp mà ông vừa mới chia sẻ? He'll say, well, it was good. Thì bà tôi nói rằng, rất tốt. But, nhưng mà, there might have been some people in the room that kind of either checked out or looked at you a little funny because they're already doing that in their life. Có người sẽ có thể là trong lúc nghe giảng thì họ đã để tâm trí của họ trôi dạt chỗ khác hay là họ không còn muốn nghe nữa bởi vì có thể họ đã làm những điều đó rồi, đã thực hành điều đó rồi. For instance, ví dụ, if I had a message about prayer, nếu tôi có một cái sứ điệp mà nói về sự cầu nguyện, I bet everybody that's a part of the prayer team would be like, Pastor Sam, we know this stuff already. Prayer. Thì những người trong ban hát có thể họ nói rằng prayer team, the prayer. Yeah. Thì những người ở trong cái ban cầu nguyện thì họ sẽ nói rằng, mục sư Sam, chúng tôi là những người cầu nguyện mà chúng tôi đã làm công việc đó rồi. You know, the prayer team for many of them, they can pray for hours. Những người trong đội cầu nguyện trên phòng chiến chúng ta biết rằng họ có thể cầu nguyện trong nhiều giờ đồng hồ. But the majority of us can pray for maybe how fast does it take for you to pray before you eat your food? Có thể rằng nhiều người trong chúng ta thì cái chỉ giờ mà chúng ta cầu nguyện đó là chúng ta xem là chúng ta cầu nguyện nhanh cỡ nào để chúng ta có thể ăn bởi vì chúng ta muốn ăn liền. Or how fast does it take for you to pray before you fall asleep? Hay là chúng ta cầu nguyện nhanh đến nào trước khi chúng ta lại ngủ gục? See, and the reason why I bring this up is because when I think of revival and when I think of what the Lord has done in our church, there's one word that I remind myself over and over of how it all began. Khi nói đến sự phục hưng và những gì chúng ta đang thực hiện trong hội thánh của Chúa tại đây, thì có một cái điều mà Chúa Ngài luôn nhắc nhở và tôi nhắc nhở chính mình luôn, đó là nó bắt đầu như thế nào. It's unity. Đó là bắt đầu bằng sự hiệp một. Why did we change our service the way that we did, where we don't have two services but one service, is because of unity. Tại sao chúng ta đổi cái sự nhóm lại của chúng ta thay vì có hai buổi nhóm thì chúng ta nhóm chung lại với nhau? Lý do là bởi vì chúng ta muốn thấy có sự hiệp một. And here's the thing about unity and holiness. Và đây là cái điều liên quan đến sự hiệp một cũng như là sự thánh khiết. As a whole, unity and holiness, two of those words together is very hard because I can't control how you live your life and you can't control how I live my life. Mình nói đến trong mức độ của hội chúng thì đây là một điều rất là khó khi nói đến sự hiệp một và thánh khiết bởi vì tôi không thể điều khiển được hay là quyết định được cái sự thánh khiết cũng như là sự hiệp một trong đời sống của anh chị em. But as a church, we know that the Lord is doing something different and He's bringing His revival and He has brought it here to the entire church, not just for me to experience by myself, not just for Him to experience by Himself, not just for the praise team to experience it by themselves or the prayer team, but all of us as a whole. Mà chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa khi Ngài đem cái sự phục hưng đến cho hội thánh của Chúa tại đây để chúng ta kinh nghiệm được. Không phải là để cho cá nhân của tôi, cũng không phải là cho mục sư Khánh hay là của ban ngợi khen hay là ban cầu nguyện. Look at 1 Peter verses, or chapter 1, verse 13. Xin chúng ta cùng đến với lời của Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 từ câu 13 cho đến câu số 25. Well, we won't go to 25, but 13 to maybe about 18. Từ câu 13 cho đến câu số 18 trước. Before I read the scripture, I really want you to open up your heart
to really see what it says in the scripture. Trước khi tôi đọc những câu kinh thánh này, tôi khuyến khích anh chị em mở rộng tấm lòng của mình ra để thật sự nghe và hiểu những gì lời của Chúa muốn nói tại đây. Before we start reading, trước khi chúng ta cùng đọc, I want you to say this. Tôi khuyến khích anh chị em nói với tôi như thế này. Holy Spirit, là Chúa Thánh Linh, reveal the truth to me. Xin bày tỏ lẽ thật này cho con. Verse 13 says, so prepare your minds for action and exercise self-control. Put all your hope in the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world. Vậy, anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. So you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. You didn't know any better then. Hãy sống như con cái biết vâng lời. Anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước khi anh em còn mê muội. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh ở trong mọi cách ăn nết ở của mình. For the scripture says you must be holy because I am holy. Vì có lời chép các con phải thánh vì ta là thánh. And remember that the heavenly Father to whom you pray has no favorites. He would judge or reward you according to what you do, so you must live in reverent fear of him during your time here as temporary residents. Nếu anh em xưng Ngài là cha, đấng công thiên địa và phán xét mỗi người theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ này. Now you see, when we look at the scripture, khi chúng ta nhìn và quan sát phần kinh thánh này, I see three things. Tôi thấy có ba điều. My title for today, đề tài cho ngày hôm nay, sứ điệp của tôi, a call to holy living, đó là sự kêu gọi để sống thánh khiết. I believe that many people who have truly read through a lot of the New Testament, you'll see something. Tôi tin rằng rất là nhiều người khi chúng ta đọc suốt qua Tân Ước thì chúng ta thấy một điều. In most of the books that you read in the New Testament after the book of Acts, đa số các thư tín mà chúng ta đọc sau sách Công vụ của Sứ đồ, you see this recurring ask of the disciples. Chúng ta thấy có một cái yêu cầu, cái sự đòi hỏi nơi các môn đồ. When they're speaking to people, when they're speaking to churches, when they're experiencing the Lord, there's a recurring thing that is over and over. Khi họ thưa chuyện với Chúa hay là hầu việc Chúa và làm những công việc, thì chúng ta thấy rằng có một điều cứ lặp đi lặp lại. It's holiness. Đó là sự thánh khiết. You know, I've asked myself, especially during this time of revival, is why is it that the New Testament, it's filled with living a new life, not being held down by sin, understanding the power of what the Lord has done for us so that we're not slaves to sin and holiness and the new covenant. Like, that's everywhere in the New Testament. Tôi suy gẫm rất nhiều trong, nhất là trong cái thời kỳ của sự phục hưng đang diễn ra trong hội thánh của Chúa tại đây. Đó là tại sao trong kinh thánh, từ lời của Chúa cứ đòi hỏi nơi cái sinh hoạt của sự sống của chúng ta là những người con Chúa, là phải sống trong sự thánh khiết, phải hành động và giữ cho đời sống của mình sống một cách thánh khiết. And you know what else I see? Anh chị em có thấy, anh chị em có biết là có điều khác mà tôi thấy. The pursuit and the recipe that I was talking to you about, you see it in all the disciples' lives where it's about the Lord, about holiness, and not only that, it helps them to do what it is that we read that they're able to do. Thì chúng ta thấy rằng cái công thức mà tìm thấy được ở trong lời của Chúa đó, thì chúng ta thấy rằng Chúa rồi sự thánh khiết chính là điều đã giúp cho hội thánh của Chúa có thể thực hiện được những điều mà họ đã thực hiện. So what are we going to do? Như vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? What does the scripture show us? Kinh thánh bày tỏ ra cho chúng ta điều gì? I've got three things. Tôi có ba điều muốn chia sẻ. Living a life of holiness takes. Sống một đời sống thánh khiết thì đây là những điều cần có. The first point. Thứ nhất. Preparation. Phải có sự chuẩn bị. It's not easy. Không phải dễ. So that's why you have to prepare. Đó là lý do chúng ta phải có sự chuẩn bị. You can't go into this saying, I'm just going to live a life of holiness and live the same way you've been living. Anh em chúng ta không thể nào nói rằng, ô tôi sẽ bước vào một sự sống thánh khiết rồi chúng ta vẫn tiếp tục sống cái lối sống hiện tại của chúng ta. Without any preparation. Mà không có sự chuẩn bị. How many of you have tried to eat healthy before? Có bao nhiêu người trong chúng ta cố gắng ăn uống mà thức ăn gọi là tốt và khỏe?
Anyone? Lành mạnh. Anyone? Có ai không? I've tried. Tôi đã thử. So you know what I do? Anh chị biết tôi làm gì không? I open up my pantry. Tôi mở cái tủ của tôi. I throw everything out that's not healthy. Tôi tìm hết tất cả những cái thức ăn mà nói rằng nó không có tốt cho sức khỏe và tôi đem bỏ hết. Some people would say. Có người sẽ nói. That's wasteful. Ô mùa xưa cái đó có vẻ là mình hơi phí phạm đấy nha. But. Nhưng mà. Is it truly wasteful or is it how I prepare to not tempt myself to eat chips at midnight when I'm hungry and trying to eat healthy? Đó là mình phí phạm, mình phí của, hay là thật sự tôi đang chuẩn bị để không bị cám dỗ, để về đêm đi tìm cái túi chip, cái túi thức ăn không có là thức ăn tốt. Right? Có phải không anh chị em? Look at the scripture. Chúng ta xem phần kinh thánh này. Verse 13. Câu số 13. So prepare your minds for action and exercise self-control. Vậy anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. If you want to do something well, nếu chúng ta muốn làm một cái gì đó mà làm cho tốt, if you want to accomplish something, nếu chúng ta muốn làm một cái thành quả nào đó, you've got to practice, thì chúng ta phải luyện tập. You've got to understand what it takes to reach that end goal. Chúng ta cần phải biết điều phải có để chúng ta có thể đạt đến được cái mục tiêu đó. You've got to train and not try anymore. Chúng ta phải luyện tập chứ không phải là thử nữa. You prepare yourself to not make the same mistakes. Chúng ta chuẩn bị chính mình để chúng ta không lặp lại cùng một cái lỗi lầm trước đây. You know, it was just this past week. Chỉ ở trong tuần vừa qua. It was on Monday. Ở trong ngày thứ hai. I went to go watch Austin play baseball. Tôi đi và xem cháu Austin chơi bóng chày. His team lost. Đội của cháu thua ngày hôm đó. I watched him on the field. Tôi xem cháu chơi ở trên sân. Held his tears. Thì ráng cố gắng cầm nước mắt của until mình. He left the cage and he just cried. Cho đến khi cháu ra khỏi cái chỗ ngồi của đội bóng và cháu bắt đầu khóc. He takes baseball pretty serious. Cháu, đối với cháu thì bóng chày là điều rất là đặc biệt và rất là nghiêm trọng. He has an end goal. Cháu có một cái mục tiêu. He says that he's going to the championship. Đó là cháu sẽ đi đến cái giải gọi là giải thắng ở trong cái mùa này. He says that he's going to play in the All-Star game. Và sẽ tham dự vào trong cái đội bóng của những người giỏi nhất. Where the best players get chosen to play. Thì tất cả những cầu thủ giỏi nhất được chọn để được tuyển chọn để chơi trong cái đội tuyển này. Now I remember. Tôi nhớ watching him cry. Khi nhìn thấy cháu khóc. And he walks out. Cháu bước ra. And I look at him. Tôi nhìn cháu. I don't know what to say really. Thật ra lúc đó thì tôi không có lời gì để nói. Because at the end of every game when he wins, I said, you know, good job, you know. And we always have this thing because Austin, he competes at a level and my sister Patricia, she doesn't like it because I push him really hard. Vì khi mà cháu thắng, sau một cái trận thắng thì tôi nhìn cháu và nói rằng con có khả năng và con đã chơi một cách rất là tốt. Vì tôi khích lệ cháu rất là nhiều. Dù mẹ của cháu thì không có thích tôi thúc đẩy nó như vậy. Because she says, Austin, just go out there and do the best that you can. Thì bởi vì mẹ của cháu thì nói rằng Austin, con đi ra đó chơi cách tốt nhất mà con có thể chơi. But if you go to the games when I'm there, I'm yelling at Austin, do the best you can, hit it out of the park. Hit it as hard as you can, Austin. Run faster, Austin. Catch that ball, Austin. Get him out, Austin. And my sister's just like, nhưng mà khi tôi đi tham dự và xem cái trận bóng thì tôi ngồi ở trên khán đài và tôi cứ la lên và tôi nói rằng Austin phải đánh cái trái banh để nó ra khỏi hàng rào của sân, cũng như là chạy cho thật là nhanh, hay là đánh đuổi để cái đứa bạn đó bị loại ra ngoài khỏi cái trận đấu. So after he lost that game though, nhưng mà hôm đó sau khi cháu thua, he went to practices for the next few days. Thì cháu đi tập mà mấy ngày sau đó. And he took it serious. Và đã tập luyện rất là kỹ. Learning to catch better. Học để bắt bóng một cách tốt hơn. Learning to hit harder. Và tập để có thể đánh banh xa hơn và mạnh hơn. Learning to run faster. Và học để chạy, tập để chạy nhanh hơn. The very next game came on, I think, Thursday. Thursday. Thì cái trận sau đó là vào ngày thứ năm. I couldn't go to the game because I'm here at church.
Tôi không thể đi tham dự được bởi vì tôi phải có mặt ở tại nhà thờ. But as I'm leading worship, nhưng mà trong lúc tôi đang hướng dẫn người khen, I just keep getting notifications on my iPad and my phone. Ding 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 ding. Thì tôi lại cứ thấy có nhiều cái nhắn tin ở trên cái iPad của tôi và điện thoại của tôi. And I'm just like, Lord, I'm focused on you. I'm focused, Lord. I'm not looking. Lạy Chúa, con đang tập trung vào Chúa, con không muốn nhìn cái màn hình của iPad cũng như điện thoại của con tập trung vào Chúa, nhưng mà tôi cứ liếc nhìn. On that game, trong cái trận đó, Austin was making plays, he was catching everybody's ball. He at the end of the game, he probably had over 6 outs tagging people and 2 home runs, 8. Ê, cái trận đó thì là Austin đã chơi rất giỏi và cháu đã bắt được hết tất cả các cái trái banh đánh về hướng của cháu. Và nó đã loại ra 8 cầu thủ ở trong cái trận đó, cũng như là đã đánh cái trái banh rất là xa đến độ có thể chạy hết tất cả các cái base và về đến nhà home run. Thì chúng ta thấy rằng cháu đã chơi rất là tốt. He did the best that he can. Cháu đã chơi cách tốt nhất mà nó có thể chơi được. And he did everything that he practiced. Và đã thực hiện tất cả những gì nó đã luyện tập. At the very end of the game, kết thúc của trận đấu, they usually give the game ball, the winning ball, to each kid so that everyone gets a chance to have at least one ball. Thì cái người huấn luyện viên thường là tặng cái trái banh của trận đấu đó cho các cầu thủ để khích lệ cho các cháu chơi banh. So Austin got the game ball the very first game of the season. Thì Austin đã nhận được cái trái banh đầu tiên trong mùa. So he knows every game, it's not going to go to me. It's okay no matter how hard I play. I just want to go to the championship. Thì cháu đã hiểu và biết rồi. Đó là mình chỉ còn là chơi các trận đấu thôi bởi vì mình đã được cái phần thưởng đó rồi. Mình sẽ không có nhận được nữa cho nên cứ chơi rồi cái tập trung là để vào trong cái trận chung kết. At the end of this game, though, the head coach said, the game ball can only go to one person. Nhưng mà sau cái trận đó thì người huấn luyện viên đã nói rằng cái trái banh của trận đấu ngày hôm nay chỉ có thể đi đến với một cầu thủ. He said, Austin G. Thì đã gọi tên của cháu Austin G. And in the video you can see him just look down and he just looks up like, wait, really? Thì trong cái trận đấu, nếu chúng ta có dịp coi cái trận video đó, thì cháu đang ngồi thì cúi đầu xuống nghe thì nó ngẩng đầu lên và rất là ngạc nhiên. My sister said he fell asleep with that baseball under his pillow. Thì chị của tôi đã nói rằng Austin về đã ngủ với cái trái banh đó ở trên gối của mình. Okay, how much dedication and preparation do you take in your life in order to achieve the goal of holiness? Anh chị em có bao nhiêu cái sự chuẩn bị mà chúng ta cần có để chúng ta có thể đạt được cái sự thánh khiết mà Chúa Ngài kêu gọi chúng ta? How many of you have been in a place where you felt like you've done something that you know has disappointed the Lord in some way, but you didn't know how to bounce back? Anh chị em có bao giờ đã trải nghiệm một cái việc chúng ta đã làm một cái công việc gì đó và chúng ta thấy rằng mình đã làm buồn lòng Chúa nhưng mà mình không biết cách nào để mình có thể quay trở lại? And here's the thing about the Lord. Đây là vấn đề liên quan đến Chúa của chúng ta. He loves us regardless. Ngài yêu chúng ta mặc dù. But it's us who don't love ourselves when we feel like we've disappointed the Lord. Nhưng mà chính chúng ta thì không yêu chính mình vì chúng ta cảm thấy rằng mình đã làm phật lòng Chúa. But how do you prepare your life? How do you prepare your walk with the Lord to where holiness is the goal so that you can be in a place of being able to host his presence every day? Làm sao để chúng ta có thể chuẩn bị tập luyện trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể sống cái thánh khiết hầu cho chúng ta có thể tiếp tục và tiếp nhận cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta mỗi ngày? There's got to be some preparation. Phải có sự chuẩn bị, anh chị. There's got to be something you can do better. Phải có những việc mà chúng ta biết rằng mình phải làm tốt hơn. You know something that I've learned in my life. Chẳng biết có điều tôi đã học được ở trong đời sống của tôi. Is that in order for me to continue and maintain what it is that the Lord's been doing in my life? Để có thể tiếp tục mà giữ được, duy trì được điều mà Chúa Ngài đang làm trong đời sống của tôi. I had to get rid of a lot of things in my life. Tôi phải loại bỏ rất là nhiều điều trong đời sống của tôi. There were things that would cause me to spend less time with the Lord and more time doing other things. Có những điều mà tôi phải cắt bỏ để tôi có thể giảm bớt cái thời giờ đối với những thứ đó hầu cho tôi có nhiều thời giờ hơn với Chúa. There were days where I said, oh, I can't read enough scripture or I can't worship enough today, I can't pray that much today because I'm so busy. Có ngày thì tôi đổ thừa, đổ lỗi và tôi nói rằng, ô, tôi không thể đọc thêm nhiều kinh thánh được nữa hay là dành nhiều thời giờ để cầu nguyện nữa bởi vì tôi rất là bận. So I had to stop that. Rồi thì tôi đã dừng lại cái thói quen đó. I couldn't allow those things to be my excuse to not spending time with the Lord.
Tôi không để cho bất cứ những điều gì nó là cái lý do khiến cho tôi không có đủ thời giờ để tương giao và cầu nguyện với Chúa. And do you remember what I told you what the first ingredient was to holiness? Anh chị em có nhớ cái vật liệu đầu tiên cho sự thánh khiết mà tôi chia sẻ là gì không? Him. Chính Chúa. How do you think that you'll be able to pursue holiness without him as the main goal in your life? Làm sao để chúng ta có thể giữ được cái sự thánh khiết khi mà chúng ta không có Chúa là trọng tâm cho đời sống của chúng ta? Why do you work so hard every day to make money? Tại sao anh chị em phải làm việc một cách cực nhọc mỗi ngày như vậy để kiếm tiền? Because you have a goal in mind to one, take care of your family, and also you might have bills that you have to pay. Bởi vì anh chị em có một cái mục tiêu trong đời sống của mình, đó là anh chị em muốn kiếm tiền như vậy để cung phụng và giúp đỡ chu cấp cho gia đình của mình, cũng như là chúng ta có thể có những cái khoản mà chúng ta phải trả những cái món nợ. So maybe you haven't thought about it like this. Có thể anh chị em không có nghĩ nó như thế này. That you had to have a goal to truly pursue holiness every day. Đó là chúng ta cần phải có một cái mục tiêu để chúng ta đeo đuổi sự thánh khiết mỗi ngày. I'll be honest, I didn't have that goal every day. Anh chị em, tôi muốn thành thật với anh chị em là trước đây tôi không có cái mục tiêu đó trong đời sống của mình mỗi ngày. But after what I've been experiencing with the Lord, nhưng mà sau khi tôi kinh nghiệm Chúa ở tại đây, and I wasn't the only person experiencing this. Và tôi không phải là người duy nhất kinh nghiệm được điều này. So I thought to myself, Lord, how can I and also the entire church live a life of holiness so that you can continue to just pour out into the church and have open heaven here all day long? Thì tôi hỏi Chúa chứ làm sao để con có thể cùng với hội thánh giữ được cái phước hạnh của sự hiện diện của Ngài, hầu cho cả hội thánh có thể kinh nghiệm được trời mở ra trên hội thánh. It takes preparation, church. Anh chị em cần phải có sự chuẩn bị. It takes preparing your life for the end goal, which is for me, when I can see the Lord and he says, my good and faithful servant. Cần phải có chuẩn bị trong đời sống của chúng ta và có một cái mục tiêu cuối cùng mà muốn đạt đến. Và đây là cái sự chuẩn bị mà chúng ta cần có. Honestly, the words that I want to hear from the Lord is, Sam, thank you for doing everything you could in your life for me. Tôi rất muốn nghe Chúa nghe phán rằng cảm ơn con đã làm hết tất cả những gì trong cuộc đời của con cho ta. That's it. Đó là mục tiêu của tôi. If I hear that from my Heavenly Father, nếu tôi nghe được điều đó từ nơi Cha Thiên Thượng, that's my end goal. Đó là mục tiêu của tôi. Do you know the end goal is not eternal life anymore because we already have that. Anh chị em, mục tiêu của chúng ta không phải là để được sự sống đời đời vì chúng ta đã được sự sống đời đời rồi. But for me is how many people can I actually help to understand they can have eternal life too. Nhưng mà việc đối với tôi mục tiêu bây giờ đó là làm sao để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa để họ có thể biết rằng họ cũng được có thể được sự sống đời đời như tôi có. Ask yourself, maybe write down or maybe start thinking, what are your goals in your relationship with Christ? Anh chị em hãy hỏi chính mình và đặt mục tiêu này và có thể là ghi chép xuống mục tiêu của anh chị em, mục tiêu cuối cùng của đời sống của anh chị em như thế nào trong mối liên hệ của mình với Chúa. I'll tell you any goal that you name. Tôi có thể nói với anh chị em tất cả những cái mục tiêu nào mà anh chị em đặt ra. And if it's for the Lord, nếu cho Chúa, there's two ingredients. Thì nó phải có hai điều kiện. Him, chính Chúa, holiness, và sự thánh khiết. That's it. Đó là cái công thức cho chúng ta. You want to travel and minister? Anh chị em muốn trở nên một cái người đi đây đi đó để phục vụ Chúa, hầu vì Chúa. Him, Chúa, holiness, và sự thánh khiết. You want to write songs for the Lord? Anh chị em có muốn viết nhạc cho Chúa, sáng tác nhạc cho Him, Chúa, holiness, và sự thánh khiết. You want to pray more? Anh chị em muốn được cầu nguyện nhiều hơn? Him, và Chúa, holiness, và sự thánh khiết. You want to write books? Anh chị em muốn viết sách cho Chúa? Him, Chúa, holiness, và sự thánh khiết. You want to raise a God-loving, God-fearing family? Anh chị em muốn gây dựng một cái gia đình kính sợ Chúa, một cái gia đình phước hạnh ở trong Chúa? Him, Chúa, holiness, và sự thánh khiết. I think that many of us forget and we have him in mind, but holiness isn't a part of it because we say things like, he'll love me for who I am, but we don't take the preparation to understand is that we're no longer bound to sin and we no longer have to have it in our lives. Tôi nghĩ rằng nhiều người quên. Chúng ta chỉ nghĩ rằng cái điều kiện đó là có Chúa ở trong đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta quên về sự thánh khiết. Bởi vì chúng ta nói những cái đó như thế này đó rằng Chúa yêu thương tôi và Chúa Ngài cảm thông, Ngài biết tôi như thế nào dễ dàng để vấp ngã phạm tội, và chúng ta cứ bào chữa điều đó và chúng ta cứ để cho nó ở trong đời sống của chúng ta. Pastor Sam, mục sư Sam, you don't know what you're talking about. Mục sư không hiểu và biết mục sư đang nói cái gì. Cool, let's look at scripture then. Xin chúng ta cùng trở lại và xem Kinh Thánh. Verse 14.
câu số 14. So you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. You didn't know any better then. Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước khi anh em còn mê muội. The second thing that I've learned. Điều thứ nhì mà tôi học được. My second point. Cái điểm thứ nhì. Self-control. Đó là tự chủ. Living a life of holiness takes. Sống một đời sống thánh khiết đòi hỏi. Self-control. Sự tự chủ. Let's talk about self-control. Chúng ta nói đến sự tự chủ đây. Self-control starts with obedience. Tự chủ bắt đầu bằng sự vâng lời. Because the thing about it is to understand that what you're doing is not the right thing. Somebody has to tell you that, hey, this is not good for you. Để chúng ta có thể hiểu được rằng cái điều chúng ta làm sai lầm đó là nó không có tốt cho mình thì đòi hỏi có ai đó chỉ ra cho chúng ta điều đó là sai. And then you have to have the self-control to say, you're right, this isn't good for me. Let me get rid of this out of my life. Thì chúng ta cần phải có cái sự tự chủ để nói rằng, ồ, anh chị đúng hay là chú đúng, tại vì con cần phải loại bỏ điều này khỏi đời sống của con. Self-control is very hard. Tự chủ là điều rất khó. I know. Tôi biết. I can't say no to dessert after dinner. Tôi không có thể nào khước từ cái đồ ăn tráng miệng, đồ ngọt sau bữa ăn. Not only that. Không phải chỉ như vậy thôi. Dinner, dessert. Ăn tối, bữa ăn tối xong rồi đồ tráng miệng, đồ ngọt. And if I'm in Bel Air. Và nếu tôi ở dưới khu Bel Air. Tapioca too. Thì là trà sữa nữa. See, no self-control. For everybody that clap, we have no self-control. Đúng rồi đó. Các con mà vỗ tay là đó là thiếu tự chủ đó. And not only that. Not only chẳng that. Chẳng như vậy. Self-control. Tự chủ. It reflects not only in the little things in your life, but truly. Phản ảnh cho những thứ nhỏ nhặt ở trong đời sống của chúng ta. Những điều nhỏ. It shows in your relationship with God too. Nhưng mà trong mối liên hệ chúng ta với Chúa nữa. And it's difficult. Và là khó. You know, for the last, is it 8 months now? We entered into number 8. Yeah, 8 months now. Do you know how much self-control it's taken to be where we are? Anh chị em, chúng ta bước vào tháng thứ 8. Anh chị em thấy rằng phải đòi hỏi sự tự chủ đến mức độ nào để chúng ta đến được cái vị trí hiện tại của chúng ta. It makes me want to cry because I don't even recognize myself anymore in such a good way. Tôi xúc động lắm ở trong thời gian này, tôi muốn khóc được là bởi vì tôi thật ra không còn nhận diện được chính mình bởi vì Chúa đã đổi mới và tôi trở nên một con người khác hoàn toàn. And self-control has truly taught me how to pursue living a life of holiness. Và tự chủ chính là cái chìa khóa để giúp đỡ cho tôi để có thể tiếp tục cái sự sống thánh khiết. And when you don't have self-control, doing things for the Lord. Khi chúng ta không có sự tự chủ và để chúng ta có thể làm những công việc cho Chúa. You measure it out based off of what you think is good for you. Chúng ta sẽ đo lường nó dựa trên những gì chúng ta nghĩ rằng những điều đó là tốt cho chúng ta. But Scripture says you must live as God's obedient children. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng chúng ta phải sống như là những con cái biết vâng lời. That's why I say self-control takes obedience. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng cái tự chủ nó đòi hỏi cái sự vâng lời là như vậy. The last point. Điểm thứ ba, điểm cuối. Living a life of holiness takes. Sống một đời sống thánh khiết đòi hỏi. Love. Tình yêu. And this is where I ask that the Holy Spirit really moves in your heart. Đây là điểm, là phần mà tôi cầu nguyện xin Đức Thánh Linh thật sự hành động trong lòng của anh chị. Verse 15. Câu số 15. But now you must be holy in everything you do. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, chị anh em phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Just as God who chose you is holy. Như Đấng đã gọi anh chị em là thánh. For the scripture says you must be holy because I am holy. Vì có lời chép các con phải thánh vì ta là thánh. You know something we all say in our lives a lot when we speak to the Lord? Anh chị em có biết có điều mà chúng ta thường hay nói khi chúng ta cầu nguyện với Chúa không? Lord, help me to be more like you. Help me to be a reflection like you. Help me to be an extension of you. Lord, use my life for you. Chúa ơi, con muốn trở nên giống như Chúa hơn. Con muốn làm một cái người, làm cánh tay nối dài của Chúa, làm người phản ánh Chúa, giống như Ngài.
Holiness is Him. Sự thánh khiết là chính Chúa. And if you ask to be a reflection of Christ, holiness is truly what He says He is. Anh chị em, khi chúng ta nói đến cái sự thánh khiết mà Chúa Ngài kêu gọi chúng ta, thì chúng ta phải nên thánh đó là bởi vì Chúa là thánh. But how do you choose? How do you live a lifestyle of holiness? Làm sao chúng ta có thể sống một cái sự sống, lối sống thánh khiết được? Love. Yêu thương. Love for Him. Yêu Chúa. Love to make Him proud. Yêu thích việc làm cho Chúa hạnh diện. Love to pursue Him in the way that it is that you're saying you want to. Yêu mến Chúa và hành động cũng như là chúng ta đã công bố là nói rằng chúng ta muốn giống như Ngài. You can't say you want to be more like Him, a reflection of Him, an example in this world like Him, a light in the world like Him, without pursuing holiness. Anh chị em, chúng ta không thể nào nói rằng chúng ta muốn phản ảnh Chúa lớn thánh khiết mà trong cuộc đời của chúng ta không đeo đuổi sự thánh khiết. It's, you know, it's truly the cost of what it is that we've been asking for. Anh chị em, thật ra khi chúng ta nói điều đó là chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết cái giá mà chúng ta phải trả cho điều mà chúng ta xin Chúa. It's what it takes. Đó là điều, đó là sự đòi hỏi để chúng ta cần có. You want to see God move in your life in an amazing way? Anh chị em có muốn Chúa Ngài vận hành một cách mạnh mẽ trên đời sống của anh chị em không? Create an environment in your life, in your heart where He can move freely. Tạo một cái môi trường để trong đời sống của chúng ta, trên cuộc đời chúng ta, mà Chúa có thể tự do hành động. Not only with your words, but your actions and truly how your lifestyle is. Không phải chỉ bằng lời nói thôi, mà bằng hành động của chúng ta mỗi ngày để chúng ta có thể sống và bày tỏ. You ask yourself this question. Chúng ta cần tự hỏi câu này. How much do I really love the Lord? Tôi thật sự yêu Chúa đến mức độ nào? A lot of us will say, with everything I have. Nhiều người trong chúng ta sẽ liền trả lời rằng, oh, tôi yêu Chúa bằng hết tất cả những gì tôi có. You're first. Chúa là đầu tiên. I'll give you everything. Con sẽ dâng cho Chúa tất cả. Except holiness. Trừ ra sự thánh khiết. Because that takes preparation, self-control, and love. That's a lot. Bởi vì điều đó nó đòi hỏi cái sự tự chủ, đòi hỏi cái tình yêu thương. But it's the cost and the sacrifice that we need to make. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả, là sự hy sinh mà chúng ta cần phải có. I think that for a lot of us. Tôi tin rằng đối với nhiều người trong chúng ta. And it's exactly what it was that Pastor Khan shared about during the communion we had today. Đây là điều mà tôi tin rằng Chúa đã hướng dẫn đến một sự khánh chia sẻ với chúng ta trong giờ tiệc thánh hôm nay. Do you understand the love that He has for us? Anh chị em có bao giờ suy nghĩ về tình yêu mà Chúa dành cho mỗi chúng ta không? You know, for many of us, we just do communion because it's something that we do at the first of the month. Đối với nhiều người trong chúng ta dự tiệc thánh bởi vì đó là việc chúng ta làm mỗi Chủ nhật đầu tháng. But it's not just an act that we do, it's a time that we remember what it is that the Lord did for us. Nhưng mà nó không phải chỉ là một cái hành động, một cái việc chúng ta làm, nhưng mà cái thời giờ để chúng ta suy gẫm về những gì Chúa đã làm cho chúng ta. You know, scars. Anh chị em, khi chúng ta nhớ đến những cái vết sẹo. Everyone or many people in the room has scars from something that's happened in life. Ai đó trong chúng ta, tất cả chúng ta đều có một cái thẹo nào đó mà chúng ta đã mắc phải ở trong cuộc sống hàng ngày của like, chúng ta. I have a scar right here on my eyebrow. Tôi có một cái sẹo ở tại đây trên cái lông mày của tôi. You know, when I was younger, I was wrestling with somebody in the church and Pastor Michael flipped me and my eye hit the corner of a wooden chair. Trong lúc mà tôi lớn lên thì tôi vật lộn với một người trong hội thánh, mục sư Michael đó. Thì ông đã giật tôi và ném tôi thì cái đầu của tôi đập vào trong cái góc của cái ghế. It was massive. Thì lúc đó tét ra một cái đường rất là lớn. And I have a scar to remember it. Tôi còn có thẹo để nhớ việc đó cho đến bây giờ. I've got a scar right here on my arm. Tôi cũng có một cái thẹo khác ở tại cái khuỷu tay của tôi. It's the dumbest scar that I have. Đó là một cái sẹo mà cái lỗi rất là dài của tôi. At my mom's old house. Ở nhà của ba mẹ của tôi, nhà cũ của ba mẹ tôi. She parks her car in the garage. Mẹ tôi đậu chiếc xe ở trong nhà xe. I thought I was skinny enough at the time to fit between her car and the garage door. Tôi nghĩ rằng tôi là ốm đủ để có thể chen ở giữa xe của mẹ của tôi và cái cửa của garage. What was I thinking? Tôi không biết là just open the garage. Anh cứ mở cửa lên. Nope, so I went through and I got stuck with the spring and it stuck in my arm. Tôi đã chen vào và cuối cùng thì tôi đã bị kẹt giữa cái lò xo và cái cửa. And you know what I remember now?
Nên cô biết là mỗi lần tôi giúp cho tôi nhớ cái điều đó là gì không? You're not that skinny. Đừng có dài như vậy. You're not skinny. Người cũng không có ốm đâu. Exactly. So every time I take out the trash at my house, cho nên mỗi lần mà tôi đem rác ra khỏi nhà của tôi, I don't go through the garage anymore. Tôi không có đi qua cửa garage nữa. I go out the front door and make sure I open the garage so that I can throw my trash away. Tôi đi ra cửa trước rồi tôi bảo đảm rằng mình mở cửa garage để tôi có thể đem rác ra. Preparation. Phải có sự chuẩn bị. So that I don't get another scar on my other arm. Để tôi không có bị thêm một cái thẹo nữa bên cánh tay kia. But do you know the scars that Christ has for us? Anh chẳng có biết là những cái vết sẹo mà Chúa Giêsu đã nhận cho chúng ta không? It reminds him every day. Và nhắc nhở Chúa mỗi ngày. How much he loves us. Ngài yêu chúng ta đến mức nào? Do you know why we do communion? Anh chẳng có biết tại sao chúng ta dự tiệc thánh không? Because we don't have scars. Bởi vì chúng ta không có cái thẹo mà Chúa có. Our bodies weren't broken. Thân thể của chúng ta không có tan vỡ. And nobody whipped us until we were bleeding and not recognizable. Không có ai đánh chúng ta đến cái độ chúng ta đổ máu mà không còn nhận diện ra chúng ta nữa. Nobody put a crown of thorns on your head. Không ai để cái mỏ gai trên đầu của chúng ta. But we do communion to remember what it is of how much he loved us. And we remember that. And now that helps us every month to remember God, you love me this much. Nhưng mà chúng ta dự tiệc thánh để nhắc nhở về việc Chúa Ngài đã làm cho chúng ta. Để mỗi tháng chúng ta dự tiệc thánh và nhắc về những điều Chúa đã làm cho chúng ta. We're all equal to Christ. Tất cả chúng ta đều bình đẳng ở trong ánh mắt của Chúa. He doesn't look at you and love you more than he loves the next person next to you. Ngài không nhìn chúng ta yêu chúng ta hơn cái người ngồi bên cạnh chúng ta. Look at somebody next to you. Nhìn cái người bên cạnh chúng ta. Tell them, God doesn't love you more than he loves me. Và nói với họ rằng Chúa không có yêu bạn hơn yêu tôi đâu. He loves us the same. Ngài yêu tất cả chúng ta bằng nhau. You know, growing up, khi lớn lên ở trong nhà, at my house, ở trong gia đình của chúng tôi, we always ask, chúng tôi thường hay hỏi, who's your favorite? Ba ơi, đứa con nào mà ba yêu thương nhất? Tell us. Hãy nói đi. Come on. Hãy nói đi. Say it. Nói đi, nói ra cho tôi nghe. We're older now, we know. Bây giờ thì chúng con đã lớn đủ để có thể biết rồi. I think it's me, but it's not. Tôi nghĩ là tôi, nhưng mà không phải. You ask all the siblings and they'll say somebody else. Thì hỏi bất cứ một người con nào của ba mẹ của tôi, của ba tôi, thì họ cũng nói về một người khác. I got a reminder yesterday. Nhưng mà tôi được nhắc nhở ngày hôm qua. I'm on the phone with my sister. Tôi trên điện thoại với các chị của tôi. Talking to my sister about church. Nói chuyện với các chị của tôi về hội thánh. I hear my mom. Tôi nghe mẹ tôi nói, let me see my baby. Cho mẹ nhìn thấy cháu của mẹ. I'm right here. Tôi nói rằng, con đây. Where's Easton? Thì mẹ của tôi lại nói, không, Easton kìa. I got a missed call from Bắc Cường. Tôi đã có một cuộc gọi nhỡ từ Bắc Cường. Thinking I'm his favorite. Tôi tưởng đâu rằng tôi là người mà Bắc Cường thương nhất. I come up to him this morning, Bắc Cường, sorry I missed your call, what's up? Tôi đến và sáng hôm nay gặp Bắc Cường thì vui lắm, và đến và vỗ vai và hỏi rằng là chuyện gì. Oh, nothing, Mục sư. Just checking on Easton. Really? Really? Rằng không có gì, không có chuyện gì lớn. Chỉ gọi để hỏi thăm cháu Easton thôi. Thank God our Lord loves us all equal and we're all his favorite. Cảm ơn Chúa vì Chúa yêu tất cả chúng ta đều giống nhau, bởi vì tất cả chúng ta đều là những đứa con cưng của Chúa. But remember this though, okay? Em chị em hãy nhớ điều này. In scripture it says, and remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do, so you must live in reverent fear of him during your time here as temporary residents. Nhưng mà hãy nhớ cái lẽ thật quan trọng này về sự bình đẳng này nữa. Đó là nếu anh em xưng Ngài là cha, đấng không thiên vị và phán xét mỗi người theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ này. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors, and it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm của tổ tiên mình đã truyền lại. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Nhưng bởi quý báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết. God chose him as your ransom long before the world began, but now in these last days, he has been revealed for your sake. Và Chúa đã chọn, đã định sẵn trước
khi tạo dựng vũ trụ, nhưng vì anh em mà được bày tỏ vào thời kỳ cuối cùng này. Read the rest of the scriptures when you get home. Chị em có thể trở về nhà và đọc tiếp phần còn lại của đoạn kinh thánh. But today as a church, as a family. Nhưng mà hôm nay là hội thánh của Chúa, là một gia đình. I ask. Tôi kêu gọi. That as a family. Là gia đình. One of our goals. Một trong những mục tiêu chính của chúng ta. Hopefully the main goal. Hy vọng rằng đây là mục tiêu chính của chúng ta. It's not about how long will revival go. Đó là không biết là sự phục hưng này kéo dài đến bao lâu. How many people can we fill in this building? Có bao nhiêu người chúng ta sẽ làm đầy chật căn nhà này, nhà thờ phượng này. But our main goal. Nhưng mà mục tiêu của chúng ta. Is him. Đó là chính Chúa. And holiness. Và sự thánh khiết. As a family. Là gia đình. As a family, as all of us in the room, that we would do our best as a family to pursue him and holiness. Là gia đình của Chúa, tôi kêu gọi hết thảy chúng ta hãy đeo đuổi Chúa, chính Ngài và sự thánh khiết. He's the most important thing to all of us. Ngài phải là điều quan trọng nhất, quý trọng nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. He's the most important thing to our entire church. Phải, Ngài phải là điều quan trọng nhất, chính là đấng quan trọng nhất cho cả hội thánh của chúng ta. I don't doubt that any of us know that. Tôi không có nghi ngờ là anh chị em không biết điều này. But it's the pursuit of holiness that's difficult for all of us. Nhưng mà cái sự đeo đuổi sự sống thánh khiết là điều rất khó cho mỗi một chúng ta. So church, this is what I ask today. Nhưng mà đây là điều mà tôi kêu gọi anh chị em. As a family. Là gia đình của Chúa. We are a family, right? Chúng ta là gia đình với nhau phải không anh chị em? Look to the person next to you. Hãy nhìn người kế bên cạnh của mình. I love you. Rằng tôi yêu thương bạn. Look to the person on the other side of you. Hãy nhìn cái người kế bên cạnh. It's difficult to love you, but I love you. Rằng khó thương lắm nhưng mà tôi thương bạn. I'm just kidding. I love you too. Nói chơi thôi, đùa thôi. Tôi yêu thương bạn. Anh chị. So let's do this. Chúng ta hãy làm điều này. As a family. Là gia đình. Stand to your feet. Xin ta cùng đứng lên. The person next to you or the people next to you. Cái người đứng kế bên cạnh anh chị. Or find some people next to you if you're sitting next to nobody. Hay là nếu bạn không có ngồi kế ai đó thì hãy tìm một cái người gần nhất. Come on, as a family, hold hands or put your hand on their shoulder. Chúng ta là gia đình, hãy nắm tay hay là chúng ta đặt tay trên vai của họ. Come on, and we're gonna pray together in unity. Và chúng ta sẽ cầu nguyện trong sự hiệp một. Come on, find somebody. Come on. Anh chị em, nhanh lên, chúng ta tìm một người kế bên cạnh mình. This is what you said. You're my family. Hãy nói với nhau, bạn là gia đình. And I'm gonna pursue the Lord and holiness. Tôi sẽ đeo đuổi Chúa trong sự thánh khiết. And I'm gonna help you too. Và tôi cũng sẽ giúp đỡ bạn để you chúng ta cùng too. Nhau. Xin cũng giúp đỡ tôi. Let's pray together. Để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lord, lạy Chúa. We thank you for the message. Chúng con cảm ơn Chúa cho sứ điệp này. We thank you for who you are in our lives. Cảm ơn Chúa vì Ngài là ai trong cuộc đời chúng con. In this church, in this family. Hội thánh này, trong gia đình này. You're the most important thing. Chúa là đấng quan trọng nhất. Help us, Lord. Xin giúp đỡ chúng con. As individuals. Là những cá nhân. And also as a united family. Và là một gia đình hiệp nhất. To pursue holiness for you. Để chúng con sẽ đeo đuổi sự thánh khiết cho Ngài. Let us never forget. Xin giúp đỡ chúng con đừng bao giờ quên. The price that you paid for us. Giá mà Chúa Ngài đã trả cho chúng con. So that we can understand the sacrifice that we need to make for holiness and for you. Để chúng con có thể thấy được cái sự hy sinh, cái giá mà chúng con phải trả để có thể sống thánh khiết cho Ngài. Lord. Lạy Chúa. Come on family, say this together. Lord. Chị em hãy nói, lạy Chúa. Have your way in my life. Xin tự do hành động trong cuộc đời con. Lead me. Dẫn dắt con. Lead this family. Dẫn dắt gia đình này. We just want more of you, Lord. Chúng con muốn kinh nghiệm Chúa càng hơn. We thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Church, just begin to pray for the people in the group with you. Hội thánh, chúng ta hãy cầu nguyện cho người trong nhóm. Come on, just a simple prayer. Một lời cầu nguyện đơn giản. Lord. Là Chúa. I ask that you help. Con xin Chúa giúp đỡ. And name that person. Rồi anh chị em nói tên của cái người đứng bên cạnh mình. To fall in love with you every day. Để sẽ yêu Chúa mỗi ngày. To pursue holiness every day. Sẽ đeo đuổi sự thánh khiết mỗi ngày. To be united in this family. Để sẽ hiệp nhất ở trong gia đình này. To not feel separated. Để không bao giờ cảm thấy sự ngăn cách. Lord, I thank you for the persons that I'm praying with. Để Chúa, con cảm ơn Chúa cho người anh chị em mà con đang cầu nguyện với. Thank you for putting them in my life. Cảm ơn Chúa đặt họ trong cuộc đời của con. I may not know them well. Con có thể không biết họ rõ ràng. But I love them. Nhưng mà con yêu họ. Just as you love us. Như Chúa yêu tất cả chúng con. So have your way. Nên tự do hành động. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Give those people a hug. Anh chị em, cho cái người mà chúng ta đang cầu nguyện. Give those people a hug. Chúa. Come on, this is your family. Đây là gia đình của mình đó. Church. Hội thánh. I hope that you were blessed today. Tôi
Hy vọng rằng anh chị em được phước ngày hôm nay. Don't leave this building without hugging somebody. Đừng rời khỏi nhà thờ ngày hôm nay mà không cho ai đó một cái ôm choàng phước hạnh ở trong mình. Fill the foyer with laughter. Anh chị em hãy làm đầy sảnh đường của nhà thờ với những tiếng cười. We can't wait to see you Friday. Tôi không thể chờ đợi nói để gặp lại anh chị em trong tối thứ sáu. Saturday. Tối thứ bảy. And Sunday. Và Chủ nhật. And Pastor Khan and I will stay back to pray for those that need prayer. Sư Khánh và tôi sẽ nán lại để cầu nguyện cho những ai cần được cầu nguyện. Church be blessed. Hội thánh hãy được phước. We love you. Chúng tôi yêu mến anh chị em. See you next week. Gặp anh chị em trong tuần tới. Amen. 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 Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.